Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Làm Việt Audio. Thì hôm nay Làm Việt tiếp tục series các bộ dàn combo karaoke đến từ thương hiệu King Pro Audio. Và bộ dàn của ngày hôm nay đó là combo số 3. Bộ dàn combo này có mức giá niêm yết là 14.500.000 đồng. Và hiện tại khuyến mại chỉ còn là 11.500.000 đồng mà thôi. Giảm là khoảng 3 triệu đồng nha quý vị. Với 11.500.000 đồng là quý vị có được toàn bộ những sản phẩm chính hãng bảo hành dài hạn của King Pro Audio, được Làm Việt Audio phân phối. Thì chi tiết bộ dàn này bao gồm các thiết bị như sau: bao gồm cặp loa phun nổi tiếng King CH412, đây là dòng loa nằm treo tường, bao gồm một bát và bốn chét. Dòng loa này sẽ có thiên về giải mid và giải chét, nghe các dòng nhạc bolero, dòng nhạc nhẹ, nhạc thính phòng hoặc là hát karaoke cực kỳ là tuyệt vời, nó tôn giọng hát của chúng ta lên rất là nhiều, nghe rất là sáng, rất là trong. Thứ hai, một thiết bị quen thuộc đó là vang liền công suất King SA400, dòng vang liền công suất 2 kênh, có khả năng xử lý âm thanh cực kỳ là hiệu quả và mượt mà, phù hợp để hát karaoke gia đình, có chức năng kết nối Bluetooth và phát nhạc từ thẻ nhớ USB, có hệ thống feedback để hỗ trợ gọi là chống cái hú rít từ bộ mic. Tiếp theo đó là bộ mic không dây King EVK100, dòng mic chất lượng từ King Pro Audio chuyên sử dụng cho dòng karaoke gia đình bình dân. Dòng mic này có chất lượng âm thanh rất là tốt, thiên về giải mid, nghe hát đều rất ok. Ngoài ra khi quý vị ở địa bàn Hà Nội thì sẽ được miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt ở trong nội thành, và được tặng thêm bộ giá treo loa cộng thêm là các phụ kiện dây giáp khác như là dây 3.5, dây loa vân vân. Để mua cho mình ngay combo 11.500.000 đồng này, combo số 3 của King Pro Audio. Hiện tại số lượng combo số 3 này của Làm Việt Audio còn rất là hạn chế, nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện hoặc là đến showroom của Làm Việt Audio tại số 36 hoặc 41 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội để đặt hàng